nghề neo bây giờ chậm quá trời, nghề neo xuống rồi, kinh tế xuống, do đó cái nghề neo bây giờ ế ẩm quá. Đó là những lời than của rất là nhiều anh chị em trong ngành nghề neo. Nhưng mà thực sự những người này á, nhìn lại đi, mình đang làm những cái tiệm nhỏ thôi, vài ba thợ thôi ha. Chứ thực sự nếu mà anh chị để ý, xung quanh của tiệm mình nó có rất là nhiều cái tiệm lớn đang mọc lên. Tiệm có vài chục ghế, người ta đầu tư có thể lên tới 500-700 ngàn, 1 triệu. Đó là lý do tại sao tiệm mình bây giờ vắng khách hơn lúc trước. Tại vì trước đây á, ai cũng có thể mở một cái tiệm nail, sau khi làm thợ 2-3 năm, mở một cái tiệm nail 50 ngàn, 30 ngàn là mình có cái tiệm nail và làm ha. Nhưng thời điểm này nó khác rồi ha. Những người mở tiệm nail bây giờ là những người đầu tư vào số tiền khá là lớn, mở cái tiệm khá là sang trọng. Đặc biệt trong cái thời điểm giảm giá, những người khách người ta thử vào những cái tiệm này và người ta thấy được cái sự phục vụ khách hàng, những cái trang trí, những cái thoải mái trong tiệm. Người ta quyết định chọn những cái tiệm lớn, do đó những cái tiệm nhỏ mình bây giờ vắng khách đi, chứ không phải là cái nghề nail ế ha. Đặc biệt á, những cái tiệm nail lớn là những người có những cái cách phục vụ khách hàng giống như Mỹ, do đó khách hàng khi đã tới tiệm này rồi thì người ta khó đi chỗ khác. Thành thử những cái tiệm nail mà hay than ế, vắng khách thường là những cái tiệm nhỏ, có thể cái phục vụ khách hàng không tốt, mình không biết trước đó thì được, nhưng mà bây giờ có nhiều cạnh tranh cho nó mình bị ế nha.